Quý vị và các bạn, theo báo gia lai đưa tin, chiều ngày 20 tháng 7, công an huyện Ipa tỉnh gia lai cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đàn ông đi xe đạp tử vong. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 7, người dân phát hiện thi thể của ông hvD sinh năm 1961, trú tại xã Ia Chot, huyện Ipa, nằm bên lề đường Trường Sơn Đông đoạn qua Buôn Cơ Nia, xã Ia Chốc Trên người nạn nhân có dấu vết của một vụ va chạm giao thông chiếc xe đạp được xác định của ông D cũng bị biến dạng địa điểm xảy ra tai nạn là khu vực vắng vẻ cạnh cánh đồng lúa không có dân cư sinh sống thời điểm xảy ra tai nạn cũng không có người dân chứng kiến sự việc nhận định đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng người cùng phương tiện xảy ra va chạm với ông D đã bỏ trốn khỏi hiện trường công an huyện ipa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ dấu vết Quá trình xác minh, lực lượng công an phát hiện chiếc xe ô tô của ông VDN, sinh năm 1972, trú tại xã Imadon có dấu hiệu khả nghi khi bị móc phần đầu nên đã triệu tập để điều tra. Qua đấu tranh, ông N khai nhận tối ngày 16 tháng 7 đã điều khiển xe ô tô đi trên đường Trường Sơn Đông theo hướng từ huyện Ipa đi thị xã Ionpa đã tông vào xe đạp của ông D, đang điều khiển cùng chiều ở phía trước. Sau khi xảy ra tai nạn, ông N đã xuống xe để xem tình trạng của nạn nhân thì phát hiện ông D bị thương nặng khả năng không qua khỏi vì hoảng sợ nên ông n đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường bỏ mặc nạn nhân bên lề đường